Quý vị và các bạn thân mến, mùa mưa đến, khi lưu thông trên đường, các tài xế gặp nhiều khó khăn như tầm nhìn giảm, việc xử lý tình huống khó khăn, các đoạn đường trơn trượt, ổ voi, ổ gà chính là một trong những thủ phạm giấu mình gây ra tai nạn, đặc biệt ở những đoạn đường đèo vùng cao. Bản tin an toàn giao thông hôm nay, hướng dẫn viên an toàn của Honda Lào Cai sẽ đưa ra một vài thông tin hữu ích giúp các tài xế dễ dàng xử lý để thoát ra khỏi những cung đường nguy hiểm này. Những cơn mưa thường tạo ra mặt đường trơn trượt, làm giảm độ bám đường của lốp. Trong điều kiện như vậy, điều quan trọng đầu tiên là nên tập trung quan sát và giảm tốc độ hết mức có thể để tăng diện tích tiếp xúc giữa lốp với mặt đường, làm tăng độ bám đường. Tài xế cần giảm tốc độ ít nhất là 20%, kể cả khi đi trên các cung đường quen thuộc khi đường trơn. Đối với các cung đường lạ hoặc khi đi qua giao lộ vào khúc cua, các tài xế hãy giảm tốc độ hết mức có thể để quan sát các phía. Đối với các dòng xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, người lái hãy đạp cứng và giữ nguyên chân phanh, đồng thời cố gắng tránh xe phía trước. Hệ thống ABS sẽ giúp xe giảm tốc nhanh chóng, lấy lại kiểm soát. Đừng nhồi phanh vì như thế sẽ làm giảm bớt hiệu quả của hệ thống ABS. Đối với dòng xe không trang bị ABS, hãy đạp cứng phanh nhưng đừng để khóa bánh. Cố gắng giữ gót chân của bạn đặt trên mặt sàn xe và sử dụng phần trên của bàn chân để đạp phanh một cách chắc chắn và ổn định. Khi lái xe đường dài, cái tốt nhất là nên bám theo xe đi trước và điều khiển chiếc xe theo về lốp của xe đó, bởi vệt bánh của chiếc xe đằng trước đã dọn đường giúp xe của bạn, làm giảm độ dính giữa nước và bùn đất trên đường, khiến đường đỡ trơn trượt. Ngoài ra, bạn nên bật đèn cốt hoặc đèn sương mù ngay cả khi có mưa nhỏ, để ánh sáng đèn giúp bạn quan sát đường rõ hơn và để các xe khác nhìn thấy xe của bạn dễ dàng hơn. Kính chắn gió trước và gương chiếu hậu cũng cần được chú ý và sạch sẽ. Khi trời mưa, hơi nước đọng lại dễ khiến gương bị mờ. Cần gạt nước cũng phải được kiểm tra và thay thế nếu cần để đảm bảo tầm nhìn. Để giảm nguy cơ văng trượt xe, bạn cần kiểm tra những chiếc lốp thường xuyên. Khi xe chạy càng nhanh, sức ép của nước càng nâng xe bạn lên. Khi đó, bánh xe sẽ bị trượt trên một lớp nước mỏng giữa lốp xe và mặt đường. Vì vậy, để duy trì sự tiếp xúc giữa bánh xe với đường tốt hơn, bạn nên giữ cho lốp xe luôn đạt đủ áp suất, giữ cho mặt gai của lốp luôn tốt và thay lốp xe khi không còn đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, bạn đừng cố đi khi lốp đã mòn quá vạch chỉ dẫn trên lốp xe. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, việc tránh đi vào các đường tắt sẽ giúp chúng ta an toàn hơn rất nhiều. Đường dù trơn nhưng nhiều phương tiện đi lại sẽ tốt hơn những con đường tắt ít xe lưu thông. Việc giữ khoảng cách an toàn giữa các xe đang lưu thông sẽ đảm bảo người lái có đủ thời gian để xử lý các vấn đề do đường trơn trượt gây ra mà không va chạm với các phương tiện khác. Khoảng cách an toàn giữa các xe khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt là 30 m. Với xe có gầm càng cao thì càng dễ bị lật, vậy nên người lái cần hết sức chú ý. Một kinh nghiệm lái xe an toàn khi vào đường trơn trượt là các tài xế chỉ phanh khi thực sự cần, tránh những động tác đột ngột như đạp phanh, dồ ga hay đánh lái vì rất dễ khiến xe bị trượt và mất lái. Biết cách phán đoán tình huống và thực hiện các động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Hãy lái chậm và giữ khoảng cách để làm sao không cần phải phanh cũng có thể điều khiển để xe dừng được, bởi đường trơn trượt chắc chắn phanh cũng không giúp người lái được nhiều. Nếu ở đoạn đường dốc, người lái xe nên chú ý giảm tốc trước khi xuống dốc và duy trì tốc độ thấp. Khi bị mất lái, phản ứng tự nhiên của nhiều người là tiếp tục đánh lái, nhưng đó là một sai lầm vì không mang lại kết quả gì. Nhiều khi còn khiến tình trạng tồi tệ hơn. Lúc này, cần bình tĩnh giữ chặt lái, thả chân ga, ra phanh cho tới khi xe dừng lại an toàn. Nếu không may bị trượt, với những xe không có tính năng tự động khóa phanh, lúc này cần tránh sử dụng phanh. Còn xe có ABS thì phải phanh thật chắc chắn khi đi qua trụ trượt, đồng thời nhẹ nhàng nhả ga, cẩn thận đưa bánh lái theo hướng muốn đưa đầu xe vào cho đến lúc xe di chuyển thẳng. Việc lái trên một chiếc xe ô tô trên con đường trơn trượt luôn thử thách bất cứ tay lái nào, dù có nhiều kinh nghiệm đến đâu đi chăng nữa. Nhưng với một vài lưu ý vừa rồi, chắc chắn sẽ giúp các tài xế có thêm những hiểu biết và kinh nghiệm để xử lý những đoạn đường trơn trượt nguy hiểm. Thời lượng của chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.